Chúng ta cùng nhau ôn lại một vài giáo lý. Sẽ thấy hôm nay các vị mình đi chùa cũng đông. Thời đại ngày nay cũng nhiều cái bề bộn, cho nên đi chùa nếu chỉ nghe với sự tụng kinh thì sau đó đi về thì thấy nó cũng thiếu thiếu ha. Cho nên cũng xin phép được nhắc lại một vài giáo lý căn bản trước hết để chúng ta cùng nhau nhớ, sao lại thì cũng để tạo thêm cái phước mà Đức Phật gọi là cái phước thí, là phước thí để cho cộng thêm cái phước vật của các vị đã tạo hôm nay nữa, cộng với cái phước của chư tăng tu thì nó tạo nên một cái công đức lớn để chúng ta hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Thì trước hết đề nghị các vị mình cứ ngồi thoải mái ha, cứ ngồi bình thường thoải mái. Có lẽ là chúng ta không có xa lạ khi chúng ta biết về Phật giáo. Tức là khi biết đến Phật giáo thì phải biết đến cái vấn đề tôi gọi là nhân với quả trong Phật giáo, hay nói nhân quả hay nghiệp báo ở trong Phật giáo. Vậy xin hỏi các vị ai trả lời dùm câu hỏi, vậy chứ nghiệp là gì? Báo là gì? Câu hai là nhân là gì, quả là gì? Đấy, câu này là thường nghe nhất ha. Hôm nay chúng ta làm cho nó rõ tí. Vậy chứ nhân là gì, quả là gì? Nhân có nghĩa là nguyên nhân. Quả có nghĩa là kết quả. Có nghĩa là chúng ta làm một cái gì đó là cái nhân, thì nó sẽ có cái quả. Thì cái là nó đến sớm hay là sớm muộn thế thôi. Rồi có khi nhân quả người ta còn hình tượng thêm một cái nữa là nhân là hạt giống, không? Mà quả có nghĩa là trái. Như vậy khi mình gieo một cái hạt nào đó xuống đất thì nó mọc lên cây và cuối cùng nó cho trái. Trái. Cho nên nhân quả chúng ta có thể nói theo hai cách vậy. Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Nhân là hạt giống, mà quả có nghĩa là trái. Vậy thì hãy chúng ta có làm thì nó có cái kết quả của nó, hãy có trồng cây thì nó có trái cây. Còn khi ta nói tới nghiệp báo thì các vị mình lưu ý mấy từ này nó quan trọng. Nghiệp báo, nghiệp là gì? Thí dụ các vị mình đi ra đường, quý vị thấy ô tai nạn, các vị tự động các vị nói trời tội nghiệp quá, phải không? Vậy tội nghiệp là gì? Có nói không? Thấy ta khổ quá, tội nghiệp quá, ông cụ đó, bà cụ đó, có thường nói không? Thế thì nghiệp là hành động. Nhớ, nghiệp là hành động, có chủ ý. Các vị mình lưu ý mấy từ này để mấy mốt người ta có hỏi thì mình cũng trả lời cho nó đầy đủ thêm. Nghiệp là hành động. Nhớ, nghiệp là hành động. Cái ý nghĩa thứ hai, nghiệp là hành động có chủ ý. Thêm hành động có chủ ý. Đây đó thêm một cái cách hiểu nữa. Còn báo có nghĩa là
cái kết quả nó quay trở lại, cái hành động nó phản ngược lại. Nó, cho nên trong Phật giáo mình chúng ta hay nghe cái từ gọi là nghiệp báo, có nghĩa là hãy có hành động thì có cái kết quả ngược lại của hành động đó, gọi là nghiệp báo. Như vậy quý vị lưu ý hai chữ này ha. Và hôm nay chúng tôi xin chia sẻ các vị đó về một số hiện tượng ở trong cuộc sống, ở trong cuộc sống mà chúng ta thường thấy đó. Và nếu người ta hỏi thì các vị mình là Phật tử nên trả lời như thế nào cho nó phù hợp với đạo Phật của mình. Một số hiện tượng trong cuộc sống, những gì chúng tôi sẽ nói đó các vị nhìn thấy hết. Thế thì nếu mà người ta hỏi mình những cái hiện tượng đó thì mình là Phật tử trong đạo Phật, trong Phật giáo, thì mình trả lời sao? Mình giải thích sao? Thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị một số vấn đề sau đây. Một, đó là hiện tượng sống lâu và chết yểu. Thường thấy không? Các vị thường thấy không? Đó. Nếu không thấy, chút xíu nữa các vị hoan hỷ dành ít thời gian vô cái tháp á. Các vị thấy rất nhiều người sống lâu rồi chết. Rất nhiều người mới có sống được thời gian ngắn rồi chết. Chết trẻ, chết già. Thế thì nếu người ta hỏi các vị giải thích như thế nào về hiện tượng đó, thì các vị trả lời sao? Bây giờ tôi nói luôn ha. Để chúng ta là Phật tử, chúng ta lấy giáo lý của Phật để giải thích rằng những cái hiện tượng mà có người sống lâu cả chết yểu là do bởi cái nghiệp mà xưa, mà trước đây đó, nhiều đời nhiều kiếp trước đây mình tạo, đó là cái nghiệp sát sinh và không sát sinh. Có nghĩa là nếu như người nào không có gây ra cái nghiệp sát hại đó thì người đó có được cái tuổi thọ cao. Còn người nào mà sát sinh hại vật nhiều thì người đó chỉ có quả báo là chết sớm. Đó là nguyên nhân chính. Còn nguyên nhân phụ, có thể trong đời sống hiện tại chúng ta sống trong một cái môi trường ô nhiễm, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm khói bụi, vật thực phẩm ô nhiễm, vật điều kiện ăn uống không đầy đủ, hoặc là vấn đề y tế không được tốt, thì cái đó chỉ là phần phụ. Còn cái chính mà đưa đến chết yểu hoặc sống lâu, Đức Phật này nói do cái nghiệp. Nếu người nào không sát sinh hại vật, người đó được trường thọ, không có chết được. Còn cái người nào mà sát sinh hại vật nhiều, dù cho dù được bảo vệ một cách hết sức là tốt, chăm sóc rất tốt, mọi thứ rất tốt, nhưng mà vẫn chết yểu. Nên nhớ giờ mà nhớ câu này ha. Rồi, cái thứ hai nữa, các vị hãy nhắm mắt lại và nhìn xem coi, trong xã hội ngày nay cũng như xưa kia, đó là chúng ta thường thấy nhiều người bệnh dữ lắm. Mà nhiều người thì ít bệnh. Thế thì nếu người ta hỏi vậy chứ đạo Phật giải thích như thế nào về hiện tượng này, thì các vị trả lời sao? Các vị mình đi bệnh thường thấy không? Nhiều người bệnh dữ lắm phải không? Nhiều người ít bệnh. Không phải đợi tới già mới bệnh, nhiều người trẻ bệnh hoài. Thế thì Phật giáo giải thích về vấn đề này như thế nào? Những người mà gây ra những cái thí dụ thực phẩm bẩn hay là kia cái đó đó, gieo cái nhân đó đó,
Cho nên đó là đời này hoặc đời sau là bệnh nhiều. Rồi, cái này, cái này chừng một trái rưỡi là hết mất rồi. Đúng, nhưng mà cái chừng trái rưỡi thôi. Ở trong nhà Phật là nói nếu có người nào mà nhiều cái phiền não, sống trong cái đời sống nhiều cái phiền não và luôn nghĩ cách này cách khác để hãm hại người ta đó, hoặc là đánh đập ta tấn thế này thế khác, thì cái này đó là cái nguyên nhân đưa đến nhiều bệnh. Quý vị mình thấy là chẳng hạn như nói ở Việt Nam, thôi mình nói tại thành phố Hồ Chí Minh đi, đề cập tới vấn đề y tế, đề cập tới vấn đề môi trường, đề cập tới vấn đề này, vấn đề khác. Nhưng mà tất cả mọi người cũng hít thở trong cái bầu không khí này, cũng ăn uống thực phẩm này, phải không? Nhưng mà rồi thì các vị thấy nhiều người bệnh nhiều thì vẫn cứ bệnh nhiều, người ít bệnh vẫn cứ ít bệnh. Thế thì tôi đồng ý là cái nhân mà gây ô nhiễm thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường thế này thế khác, đó cũng là một cái cách hại người, thì là nhiều bệnh. Như vậy trong cái cuộc sống ở ngoài xã hội chúng ta thấy đó, nó nhiều nguyên nhân đưa đến bệnh. Nhưng mà cái bệnh từ nhà Phật ta gọi là não hại, từ cái việc mà tạo ra cái nghiệp hại người nhiều, đánh đập tra tấn thế này thế khác, thì nó đưa đến, nếu mà cái người đó hết tuổi thọ mà sanh lại cuộc đời này, thì cái người đó bệnh nhiều, bệnh lắm. Cho dù được ăn uống rất là kỹ lưỡng, chăm sóc rất kỹ lưỡng, mọi thứ rất kỹ lưỡng, nhưng mà bệnh nhiều, cứ bệnh nhiều. Rồi, cái câu thứ ba. Cái thứ ba là gì? Trong xã hội này thì có người đẹp, người xấu, có không? Có người đẹp, người xấu, ở đó rõ rồi. Có những người nam rất đẹp, có những người nữ rất đẹp. Nhưng mà cũng có người nhiều người nam nó rất là xấu, có nhiều người nữ rất xấu. Cho dù đi thẩm mỹ rồi cũng xấu, cũng dứt đừng tí vài nút gì thôi. Thế thì nếu mà nhìn ở góc độ Phật giáo, nếu được yêu cầu giải thích về hiện tượng tại sao có người đẹp người xấu, ngay cả cùng là sống trong một cái căn nhà, cùng chung cha mẹ, cùng ở chung một cái bào thai của người mẹ sinh ra, mà tại sao chị thì đẹp mà em thì xấu? Chị thì đẹp hoặc em mà đẹp, chị xấu. Thì nếu được yêu cầu tại sao nó có những cái sự bất công như vậy, cùng là mẹ cha sinh ra, cùng ở trong một bào thai sinh ra, cùng được nuôi dưỡng trong một môi trường, cũng được chăm sóc, mà chị thì đẹp và em thì xấu, hoặc là ngược lại. Rồi, ai trả lời được tặng thêm 2 cho 8 nữa. Dạ, con nghĩ chắc biết trước người đẹp cúng Phật, hoa tư, cúng hoa tư. Rồi, cầu nguyện. Rồi, cảm ơn nhiều. Thấy người ta có 2 trái táo rồi, cô cũng ráng kiếm 2 trái nè. Rồi, một người cho thêm ý kiến một người nữa. Rồi. Thấy vậy chứ bơm thì không phải dễ lấy đâu. Táo này á,
Nãy giờ mới có trái rưỡi đó. Rồi mời chú. Đó là vừa tâm tính của mỗi người. Vừa tâm tính. Từ cái tâm ra, cái một loại vô ngã. Dạ. Tâm tốt hay là xấu thì cái gì đó. Dạ. Nó tên. Dạ. Rồi tặng chú một trái rưỡi luôn. Rồi, vậy ba người á, bây giờ ông sư bổ sung thêm. Nếu người ta hỏi rằng là theo Phật giáo thì cái hiện tượng mà như chúng ta vừa nói đó đẹp xấu nè, thấy không? Không có nói đâu trong xã hội mà nói trong một cái gia đình thôi. Tại sao nó có cái vấn đề như vậy? Bất công như vậy, bất đồng như vậy, thấy không? Có sự khác biệt như vậy. Thì chúng ta trả lời theo Phật giáo á, nha, cô thì không có trái nào đâu, rồi đừng có hy vọng ha. Ngày nay rất nhiều người quan niệm rằng cúng bông cho Phật đời này thì không nói, nhưng mà đời sau sinh lên nó đẹp, phải không? Phải không? Cho nên nó là chẳng thấy mấy đợt rửa nào nó mua bông hết chứ. Bông toàn là thấy các cô các cô mua bông vô cúng Phật à. Thế thì tôi vẫn ghi nhận là cúng bông á đẹp. Nếu cúng bông mà trang trí như thế này thì quý vị thấy là ông Phật đẹp, ông ngồi có bông hoa thì ông ngồi cho nó đẹp, cái bàn thờ đẹp. Xin thưa với các vị, tôi đồng tình với chú ơi gọi dưới đó, đó là do cái tâm tính. Mà cái tâm tính này thì mình nói chung quá, nói đúng theo Phật Pháp, thì cái tâm cái người nào mà nhiều cái tâm từ, tức là cái tâm yêu thương nhiều là một, hai là cái tâm vui vẻ nhiều là hai, hai cái tâm tài chính. Còn nếu mình nói cho đầy đủ luôn á, thì tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì cái tâm đó, cái người nào mà sống nhiều với cái loại tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó, thì đời này tôi nói là đẹp rồi đó. Tại cái tâm của người đó nó có, nó chi phối đến cái thể chất của mình, nó có thể làm cho cái người đó đẹp. Đặc biệt là nếu mà cái người đó hết tuổi thọ mà tái sinh á, Đức Phật này nói là hết tuổi thọ vô cái năng lực phước báo của người biết tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó, thì thường là cái người đó đi lên làm chư thiên. Nếu ở trên đó hưởng hết phước rồi mà trả lại làm người đó, thì do năng lực của tâm tâm từ, tức là cái tâm yêu thương, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó đó, làm cho cái người đó sinh lên đẹp. Yeah, cho nên là sẵn đây cũng khuyên luôn nha, muốn đẹp là phải tu, chứ không phải đẹp mà cứ mua bông hoài đó nè. Cho nên trong Phật giáo nguyên thủy của chúng ta đó là cái đẹp phải được tu tập bằng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, chứ không phải là chúng ta cúng bông hay là vật này vật khác. Cho nên là các vị lưu ý. Còn cái người nào mà sống với cái tâm sân si nhiều, tối ngày cứ phiền não con cái, phiền não chồng, phiền não cha mẹ, dân dân và giáo dân, nói chung là cái tâm sân, là cái tâm nóng nảy mà. Đừng có nói đời sau, mà cái đời này mà cái người mà nhiều cái tâm sân nó đã làm cho con người đó khô à, khó mà tươi, phải không? Cái tâm người đó, cái mặt, cái chỉ cần nhìn cái mặt cái người đó bị lửa nó đốt lên là ta thấy héo rồi. Chứ đừng có nói đời sau mới xấu rồi, hiện tại nó xấu. Cho nên muốn đẹp các vị mình á, đừng có giận nhiều, thấy không? Cái gì bỏ qua được cho qua luôn, đừng có giận. Cái thứ tư là nếu người ta hỏi vậy thì tại sao mà có người thì giàu quá giàu, có người nghèo quá nghèo, bạch sư. Đó là thưa các vị Phật tử, trong trường hợp thì các vị giải thích sao? Có khi cũng cha mẹ sinh ra, thôi mình nói theo Việt Nam chút xíu đi, người nào cũng mèo, mà mèo này thì nó giàu quá, mèo kia thì nghèo, người này thì cũng
rồng mà rồng kia ta bay dẹp dèo, con rồng này thì cứ không lên nổi. Thế thì á, giàu là do đâu? Theo Phật giáo thì giải thích nó như thế nào? Rồi, ai trả lời được là có hai trái. Tôi mở ngoặc cho các vị thêm chỗ này chút. Nhiều người tôi nói ráng làm dữ lắm, phải không? Nhưng mà vẫn lên không nổi. Nhiều người làm cho chơi không, tôi gọi là làm chơi mà ăn thiệt không. Đó, cái gì mình thấy. Nhiều người tiền á, nó đi tìm cái người đó. Nhiều người đi kiếm tiền, đi tới đâu tiền nó bỏ chạy tới đó. Nhiều người á, là có khi họ không có muốn nhận tiền, người ta cũng vẫn cứ cho tiền nó cứ chạy tới. Rồi người đó giàu. Thế tại sao? Có gì phải là do mình thông minh không, tính toán giỏi không? Xin thưa chưa chắc à. Rồi con. Rồi bố thí nhiều không? Bố thí gì? Rồi cho con cái. Rồi còn ai ý kiến gì nữa không? Xin thưa với các vị, cái người giàu á, mà theo như giáo lý của Phật thì nói rằng do bố thí, cúng dường, từ thiện, tức là mình tạo cái nhân đó, cái nghiệp đó, thì á là mình nếu tái sinh lại làm người thì do cái năng lực phước báo đó mình sẽ được giàu con. Còn cái người mà nghèo khổ là do cái nghiệp gọi là bổn sẻn keo kiết. Chứ trong Phật giáo không nói là do anh tính giỏi. Anh có thể tính giỏi nhưng mà cái đó là cái nhân phụ thôi. Anh có được điều kiện này điều kiện kia, cái đó là nhân phụ. Còn nếu như mà anh không có cái hạt giống giàu thì không bao giờ anh giàu được. Giỏi lắm đủ ăn thôi. Mà tôi nhớ cái câu của người Trung Quốc nói là tiểu phú do cần. Tiểu phú là giàu nhỏ nhỏ. Do cần là do siêng năng. Nha, siêng năng thì có thể giàu nhỏ nhỏ đủ ăn đủ xài. Nhưng mà đại phú phải do thiên. Tức là nếu mà giàu lớn rồi nó phải do trời. Và trong Phật giáo mình á, giàu lớn phải do phước. Phước này từ cái quả phước của sự bố thí. Rồi lại một hiện tượng nữa trong cuộc sống chúng ta lại thấy là nhiều người á làm lớn, tham gia vô ngành nào người ta nâng lên làm lên lớn. Còn nhiều người như vậy mình thấy là vừa leo lên ta gỉ xuống, vừa leo lên ta gỉ xuống, có khi ta gỉ hoài không được người ta ám sát bắn bỏ. Còn nhiều người có bước người ta làm tới đâu người ta nâng lên. Thì cái này đó, theo như trong Phật giáo, cái hiện tượng này là do cái người mà không có tính tật đố ganh tị, thì cái người này á có được cái quả phước là sẽ làm lớn và làm tới đâu người ta nâng đỡ tới đâu. Còn cái người á ganh tị đố kỵ thì cái nghiệp này không bao giờ làm lớn được. Rồi cái điều một điều nữa đó là những người sinh ra trong một cái dòng họ, trong một gia đình cao sang. Cao sang. Thì có người sinh ra là cái gì mình thấy là sinh ra một cái gia đình, một cái dòng họ hèn hạ. Nếu mà các vị mình á, nghiên cứu về Ấn Độ đó, cái gì mình thấy ngày nay vẫn còn. Có người sinh lên ở một cái giai cấp, tôi gọi là giai cấp Bà La Môn, giai cấp vua chúa đó, được kính trọng vô cùng. Nhưng mà nếu mà sinh ra trong một cái gia đình, trong một cái dòng họ, trong một cái giai cấp, ta gọi là Thủ Đà La, nô lệ rồi, thì xin thưa là không bao giờ có điều kiện, ngay cả kết hôn thôi. Có yêu cái người mà giai cấp cao cũng không được đâu. Thì cái người mà được sinh vào những cái giai cấp cao sang là do không có cái tính ngã mạn. Còn người nào tự cao, tự đại, ngã mạn,
tự mãn thì cái này là thường sinh trong một cái giai cấp thấp. Và cuối cùng trong một cái xã hội mà chúng ta thường thấy nhiều người rất thông minh, nhiều người rất là dốt. Thế thì theo Phật giáo giải thích vấn đề này như thế nào? Phật dạy, người nào chịu nghe nhiều, chịu suy tư nhiều, chịu tu tập nhiều, người đó sẽ có được sự thông minh, hiểu biết. Ngược lại, người nào mà lười biếng, không chịu nghiên cứu, không chịu học hỏi, không chịu lắng nghe, thì là trí tuệ nhỏ. Như vậy, chúng ta thấy những gì mà chúng tôi vừa trình bày có tất cả là 7 điều đó. Sống lâu, chết yểu, nhiều bệnh, ít bệnh, đẹp, xấu, giàu, nghèo, hay là có quyền chức lớn, quyền chức nhỏ, hay là giai cấp lớn, giai cấp nhỏ, hay là có trí tuệ. Mọi cái này, theo như trong Phật giáo của chúng ta, đều do chúng ta tạo nên. Nếu chúng ta tạo tốt, thì chúng ta sẽ hưởng được cái quả tốt. Còn nếu chúng ta không biết vì lý do này, vì lý do khác, thì chúng ta sẽ gặp những cái quả xấu, bất hạnh. Cho nên trong Phật giáo của chúng ta, chủ trương không có một đấng thần linh, thượng đế hay là vị nào mà có thể ban cho mình. Mà Đức Phật cũng vậy, Ngài ban cho mình những cái phương cách để chúng ta tu, chúng ta thực hiện. Chứ không phải là Ngài á, mình niệm tới Ngài, cái Ngài nắm tay mình, nắm cổ mình, Ngài kéo mình, không phải. Mà là đây là những con đường, đây là cách thức để Ngài chỉ cho mình, và mình đi theo là mình được giải thoát. Như vậy đó, mọi cái sự buồn vui, bất hạnh, tốt xấu đều do mình là cái người tạo ra. Cho nên mình tu theo Phật giáo thì mình phải cố gắng, cái gì nó không mấy gì tốt, loại bỏ được nhiều chừng nào tốt chừng đó. Còn cái gì mà tốt thì càng tích cực làm được nhiều chừng nào tốt chừng đó. Các vị tránh được những cái xấu, làm nhiều cái tốt, không phải là để cho ai cả, không phải để cho Đức Phật, không phải để cho người thân hay là cho các sư, mà chính cho bản thân mình. Thì hy vọng buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay thì sẽ là một cái duyên lành, phước báo. Và trước khi chư tăng chính thức mở khóa kinh, cũng xin hồi hướng phần phước báo được phát sinh lên hôm nay. Trước hết xin hồi hướng đến chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên ngự tại chùa Nam Tông, xin quý Ngài quan hỷ thọ lãnh. Sau khi thọ lãnh rồi, cầu xin quý Ngài luôn gia hộ, luôn mách bảo cho thân bằng quyến thuộc của gia đình thí chủ đã được nêu tên, nhất là Nguyễn Văn Sanh, Mai Liên, vân vân. Cầu mong cho các vị ấy được thành tựu quả người quả trời cùng quả niết bàn. Và đồng thời cũng xin chúc chư thiện nam tín đồ Phật tử được thành tựu năm điều hạnh phúc của Đức Phật, sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.